mua dừa quay video. Nè coi cái dừa nè, ngon lành không, ngon lành cành đào không, thấy đen hôi đó. Họ tiền mới quá, trả rồi ổn quá. Đây. Đây, hôm nãy mới rút được được 100 ngàn, tài khoản còn 100 ngàn, rút được 100 ngàn, 10 ngàn không. Tiền mới quá, tại hồi nãy mua thiếu cái cạc 100 ngàn đó, thôi vậy chút về xin mẹ tiền cũ trả lại. Phải tiền mới. Dừa nè, cái dừa nữa bảy. Này này uống ngon cực kỳ. Về về cái quất cơm, cái để này vô tủ lạnh. Cái chút nữa lạnh lạnh uống. Mười ba phải không bảy? Đó, mua dừa uống á. Đúng chưa? Đúng chưa? Trời ơi, nhiều nước dữ chứ bộ. Tưởng ít ai về nhiều dữ. Cầm lấy một bự đi. Để ta cạo cái bỏ vô nữa. 13.000 một trái. Bữa vậy 13.000 đó. Uống mệt xỉu luôn. Thứ chiều luôn. Thấy không? Lập xong. Cái thửa chứ còn. Trời ơi, bay luôn rồi. Cái... chặt nó bụi hả, giờ rửa lại. Hơi gần nạo dừa. Đăng Facebook luôn. Giới thiệu bà bái luôn. Giới thiệu bà bái luôn. Quả đang ngồi cạo nè. Wow. Cạo rất chuyên nghiệp luôn. Về cái bỏ vô tủ lạnh. Cái lạnh lạnh uống đã lên vé luôn phải không? Khô mẹ đổ rau trời. Quá. Hai cái hồi bà bái vậy không được đâu. Bộ mày đi đâu về? Tập thể dục đâu có đi đâu. Ở đâu? Đâu luôn đó. Hả? Tập thể dục thế nào? Mày nói vô một á. Điểm hả? Yoga. Yoga. Tập yoga. Tập lâu chưa? Mới à. Hả? Mới à. Tập sao vậy? Dễ tập không? Ta nghe tập giống như giỡn tức đi tập. Tập đâu? Tân Khánh Bình Dương. Đó, nhà đó Bình Dương rồi. Tuấn là ai ta không biết. Tuấn con cứ bày dùm á. Chuyện đó nè. Thì tập này giống y như dẻo gì đó, căng cái cơ đồ ra đó. Mà tập nghe khỏe người lắm. Nghe người yếu mà tập cái là mạnh liền luôn. Ý là tinh thần nó tỉnh táo ra. Vậy đó. Nhưng mà tập mệt lắm đó nha. Ý là mấy cái động tác bình thường thôi chứ không có nhanh chậm lắm. Tự một cái động tác giữ 5 giây, 5, 6 giây gì đó, đếm từ 1 tới mấy gì đó. Đúng giữ vậy. Mà mệt lắm. Trời, tập xong mồ hôi đổ như mưa mà. Không mấy ai mới vô tập là về là bỏ ngày luôn.
Đúng rồi, thì ngày đầu tiên tập giãn cơ ra là nhức sáng bữa sau, trời ơi nó nhức hết cả người luôn á, đi không được luôn á. Nhưng mà phải ráng tập, như tập thì mình nhức vậy nhưng mà phải vẫn tập chứ, bỏ một cái bữa tập nó đau lại gì đó. Đi tập riết như hai bữa hết rồi. Lên hồn đi là bự luôn. Bự luôn. Rồi, đây rồi, trả tiền chưa? Coconut à. Rồi, ngon lành luôn. Việt Nam coconut 13,000 Việt Nam đồng 1 dollar very cheap more. Đây, một bịch dừa khổng lồ 13.000 đồng một bịch dừa khổng lồ. Giờ uống đi tiểu đã luôn. À, ăn chưa? Rồi, máy bay bà bảy. Cảm ơn bà bảy. Ok, come back home.